Thời điểm này, huyện Văn Giang đã cơ bản đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, nhiều xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Trong kết quả đó có sự đóng góp từ các nguồn xã hội hóa của người dân và doanh nghiệp. Vâng, trong năm 2023, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Giang là trên 3.460 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách, các cấp cũng đã huy động từ cộng đồng dân cư được gần 1.200 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, các địa phương chú trọng đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đường, điện, trường, trạm và nhà văn hóa để nâng cao các tiêu chí đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm 2023, trên địa bàn huyện nâng cấp cải tạo được trên 4 km đường xã, trên 5 km đường trục thôn, gần 2,3 km đường xóm và trên 2,3 km đường nội đồng với tổng kinh phí là gần 340 tỷ đồng. Toàn huyện 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong số đó, xã đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 trên 10 xã đạt tỷ lệ 50%. Huyện Văn Giang đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xét công nhận 2 xã Cửu Cao và Liên Nghĩa đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện có 29 trên 79 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu đạt tỷ lệ 36,7%. Đến nay, huyện Văn Giang cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn nâng cao.